Chị tính ra là ở trong tủ lạnh của chị cũng đầy đồ luôn á chứ. Tủ lạnh này chị sử dụng nhiều nhất đúng không ạ? Ừ, chị là chị hay mở tủ lạnh này nhiều nhất. Đây là có bánh mì. Ở bánh mì này là bánh mì chị làm nè. Bánh mì nguyên cám. Chị muốn làm cái bánh đó thì hôm nay từ cái bánh mì này. Ồ được, dạ, nếu làm, em muốn làm từ cái này á. Ồ như cái này bánh chưng thì bánh chưng chị bánh gói chị. Từ Tết chị gói 12 cái lận, cho nên là cái này là cái còn lại cuối cùng chị giữ cho anh trai ông đi dự vũ, ông đi Mỹ ông không có ăn được, thế là chị giữ lại một cái cho ổng, mà xong rồi chắc ông quên luôn giờ sao ăn nữa. Ở đây là có sữa hạt là nhiều, là sữa hạt này là hay sữa uống hạt. Sữa hạt nhất. Sữa hạt tự làm, sữa hạt này bí. Là sữa hạt bí, còn đây là sữa hạt nhân. Rồi đây là chị có da u Hy Lạp, chị cũng tự làm. Chị cũng là chị tự làm nhiều thứ luôn. Chị mà chị tự làm được là chị làm hết. Đây cũng là phô mai cottage cheese, chị cũng tự làm luôn. Da u vậy cái này cái gì ạ? Cái này là cái nước từ da u. Những cái mũi da u bình thường em ăn á, mà nó hơi dẻo dẻo á, tức là bên trong nó còn cái nước này còn là nước quay. Khi em mang nguyên cục đó em đổ vào trong một cái rây, rồi chảy ra cái nước này. Và em phải để khoảng 8 tiếng nó sẽ chảy ra được bao nhiêu nước. Đây là xoài xoài non. Xoài non, đây là nguyên hũ mắm ruốc, cũng là nhà làm. Nó ăn mắm ruốc lắm. Nhìn nó thấy chị nó nguyên mà. Wow. Chị thì ít. Champagne. Wow. Đẹp ha. Cái này là chill cocktail của Kathleen tặng. Rồi để em ăn thử cái da u này. Nó lợ, đúng không? Chua quá. Ừ, nó chua chua và lợ, nó không có đường. Chua lắm. Hai cục bơ chị mua ở sân bay châu Âu. Đây là trứng cá hồi. Wow. Caviar. Chị mua về để tặng bạn bè mà chị quên chưa tặng. Bạn chị mà coi được cái này chắc bạn chị cũng buồn lắm á. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn làm bánh. Rất may chị cũng biết làm bánh luôn. Chị cũng làm tạm. Nhưng mà cái bánh này dễ làm lắm. Ok. Thì bây giờ mình sẽ set up để làm bên ngoài này cho nó dễ nha mọi người. Ok. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bánh mà giống như là bánh mì á. Bánh thốt đúng, dạ, đúng không? Bánh thốt. Xịn sò lắm. Bây giờ chị làm bánh mì đó, em làm thử bánh mì này. Ok. Xong mình so sánh thử là nó có khác nhau không. Ừ. Chị sẽ làm phiên bản Healthy. Ok. Vậy okay. Thì bây giờ mình sẽ thỏ sữa đặt vào. Ok. Thì giống như là mình làm một cái lớp nhân ở giữa vậy đó. Ngày xưa chị có tiệm bánh cho nên rất nhiều chị cũng cũng quen. Tại vì chị có một thời gian chị mua quá nhiều đồ làm bánh về em. Lúc đó là mình còn nhỏ, mình là cũng lấy tiền mẹ mình mua á. Và xong mình nghĩ mình không thể nào mà phí tiền như vậy được. Xong mình quyết định kinh doanh. Chị quyết định kinh doanh để chị lấy lại số tiền mà chị đã mua để chuẩn bị làm bánh. Nhưng mà okay. Em thấy là cái mùa dịch xong là cũng nhiều người người ta làm bánh lắm. Anh Bibi Trần. Ừ đúng rồi, đang nghĩ tới. Nhiều người làm bánh lắm, tất cả mọi người đều thành đầu bếp hết. Sinh nhật đợt vừa rồi gần nhất này là sinh nhật của Trương Quỳnh Anh. Là chị có làm một cái bánh kem tặng chị. Là tức là sinh nhật của chị là chị có một bánh kem của chị là mang tới là có bánh kem đó. Cho nên là lúc đó có trách nhiệm của chị cao lắm. Tại vì nếu mà không có bánh kem là coi như sinh nhật không của Su. Đó cho nên là áp lực lắm em. Hay quá. Ở nhà có hay nấu ăn không em? Dạ. Không ạ. Em đó. Ôi trời ơi. SOS à. Cái này là chị á. Không, em không phải tôi nha. Em chọc, em chọc vô. Hay quá người ơi. Ở nhà hay nấu ăn nó phong. Dạ em cũng hay nấu lắm. Cũng có vài tập nấu ăn đỉnh cao. Nghe là biết rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ một ca ca vào. Nó sẽ hăng quá. Ý. Ôi cô bé. Dạ không, bình thường là em hay đông theo cảm tính của mình. Đông theo cảm tính? Dạ đúng rồi. Rồi thì bánh nó làm sao? Không, em bánh em làm thường nhất ngon. Chị không tin em đúng không? Đâu, chị đâu dám không tin em. Để bữa nào em... Đêm quá chị. Nó chết. Sao mình trộn nó lên? Mình trộn bằng cái nào em nhỉ? Ủa bao nhiêu một ca ca? Hết luôn hả? Không, ít thôi, bao nhiêu đó là đủ. Cảm tính đó chị. Cái đoạn này là cảm tính nè. Tổ tiên của mình đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này nghi quá à. Khuấy theo vòng tròn hả chị? Khuấy theo vòng tròn hả? Dạ đúng rồi. Bé nó nhát chậm quá hả?
mình làm xong xuôi hết rồi nó mới nhắc mình á. Nhiều nó sẽ bị đắng đó chị. À nhiều nó sẽ bị đắng hả? Giờ con bé nó mới nói hả? Bé nó hơi chậm. Hay nó chậm Ok bây giờ em sẽ cái này vô đây, xong rồi em sẽ lật lại. Em không biết làm sao mình có thể lật lại được. Mạnh dạn lên, cái mấy cái này em phải mạnh dạn lên chứ không là nó sẽ bị chị biết cái giống như mấy bức tranh á, đôi lúc người ta vẽ bậy bạ cái mình nhìn thấy nó nghệ thuật á. Không em, nhưng mà những người làm, nhưng mà những người mà cũng nghĩ như vậy á thì nó còn là hay, nhìn nó hay ra những cái tác phẩm kỳ lắm rồi đó. Ok bây giờ mình sẽ bỏ một ít bơ vô đây cho nó nóng dạo. Mà hôm nay chị biết làm bánh nữa chứ không chắc em không biết, em phải sống sao luôn. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Wow. Bữa nay mình tưởng là nó bị cháy nhưng mà nó không phải cháy đâu các bạn, là cái sô cô la. Ừ. Cái cacao này nhưng phải cháy thôi nha. Ôi nhưng mà đúng rồi. Nó cháy thì sao? À, hay là bên trong đứng rồi đem ra. Thì né né chút xíu. Đừng có né em đi, đừng có ngay cái chỗ cái bụng đó mà nướng. Nhưng mà xong có một, tại vì nhà em có nuôi mèo nữa. Nên có một đợt cái chung cư của em là không biết sao tự nhiên nửa đêm mà nó báo cháy. Cái xong rồi em phải trời lục lội, em ôm ba con mèo em chạy xuống mà em hoảng lại mà con mèo nó sợ nữa chị. Tại vì nó không biết chuyện gì, tự nhiên thấy mọi người chạy lục lội nó cũng sợ luôn. Ừ. Xong chạy xuống dưới rồi mới biết là hôm đó chung cư bị an ninh, bị cái gì á, bị ai phá. Mà lúc mà em chạy xuống em thấy cũng nhiều người ôm chó ôm mèo lắm. Tội nghiệp. Em không có thấy ôm gì, ôm đồ hết, tại ôm chó ôm mèo chạy xuống không à. Có một cái đợt em, có một cái đợt mà bên chung cư bên quận 8 bị cháy á, quá lớn em. À. Mẹ chị cũng sợ. Mẹ chị mua một cái nhảy dù. Nhưng mà ở đây cũng thấp quá để nhảy. Không, nhưng mà có thấp thì em cũng phải nhảy. Nhưng mà nó là không nó là tưởng tượng nó là một cái áo, một cái đeo sau lưng như này, ba lô. Và nó có cái móc ở ngay trong cái tường, ngay trong ngoài ban công á. À. Và khi mà em cần á là em đeo ba lô vô và em móc vô cái dây và em nhảy xuống. À. Không vậy thì cũng xỉn. Cũng ấy, cũng mắc cười. Lỡ mình có chuyện gì thôi thì là lúc đó là nó không có mắc cười, nó sẽ rất là cứu, nó cứu mạng mình. Nhưng mà ở hiện tại bây giờ thì người ta thấy mắc cười. Mà cũng mắc nha, nó không hề rẻ luôn á. Nhưng mà chị có chắc mẹ chị nhớ để đâu vậy? Em bị mua lâu rồi là hay cất tùm lum tùm la lắm. Câu hỏi hay nhá. Câu hỏi hay. Lúc đó là mình cần thì mình nghĩ mình để đó, chứ mình mua lâu rồi là mình hay để tùm lum la. Mà sau một thời gian là em còn phải đi em check lại cái túi ba lô rồi đó. Tại vì là tại vì trong sau một thời gian là nó chẳng may nó bị mềm hay nó bị gì đó chị không rõ. Sau khi của em xong á là mình phải ịn nó xuống như vậy nè chị ạ. Cái này nó phải ịn cho mấy cái này nó dính vô. Hấp dẫn nha. Mình sẽ lấy cái này. Quay. Cái này đúng rồi, cái này phải cắt cận, quay cận. Yeah. Đúng là có những cái nhìn nó làm nó đơn giản mà mình lấy ra mình ăn thấy nó xịn sò ghê á. Yeah. Được phải không? Ngon lắm chị ạ. Hên quá, may quá. May quá. Không, dạ đúng rồi. Cho chị muỗng to vô luôn hả? Ăn nó cũng vui lắm chị. Cũng thú vị. Nice. Nó sẽ chui lên, nó hấp dẫn ha. Sao kem mềm vậy? Nó kem mềm vậy? Chắc mình không bỏ tủ lạnh đó chị. Nó là tủ đông đó chứ. Nhìn hấp dẫn nha. Không được đấy. Đúng là có cái rây vô nó khác nhở. Nó hơi cơ cứng mà nhìn giống bánh tiramisu á. Đúng rồi, cái vị kem mới vô á. Đúng, đừng có bị mít. Thử thôi. Kem nó cay.
Thì nó mới ra được cái lỗ ở giữa. Nice. Bữa em ăn cái gì ngon cũng hay nghĩ là mập đó. Mập đó. Tôi nghĩ vậy để bên kia mình làm đó. Mà các bạn có thể để lại comment cho Tâm biết là lý do cái hiện tượng này là gì không các bạn? Lý do vì sao cái hộp kem này để rất là nhiều ngày mà sao nó lại như vậy? Nó mà ở tủ dưới này lại bị đông đá. Nó đông đá luôn cho nên không thể nào mà không lạnh được. Hoặc là có nghĩa là... Các bạn để lại comment ở dưới nha các bạn cho em Tâm biết cái hiện tượng này. Là đã đến lúc rồi chị. Đã đến lúc cho nó đi á hả? Hay sao? Không, đi quá. Nó là dấu hiệu á. Em nữa là đến lúc cho nó đi qua bên quận 8 hay sao? Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và các bạn hãy nhớ ủng hộ chị Ngọc Phan Tâm với kênh YouTube. Kênh YouTube là gì chị? Để đọc lại chị. Ngọc Phan Tâm Official. Yeah. Ok, cảm ơn mọi người nha. Bye bye. Nhớ follow Tâm.